Nhóm thanh niên đang ăn uống tại khu trọ thì bị một người đàn ông cầm can axit tới tạt khiến một người tử vong, 7 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Chiều ngày 23 tháng 5, Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ tạt axit khiến một người tử vong, 7 người bị thương tại phường Bình Thuận. Thông tin ban đầu, tối ngày 22 tháng 5, một nhóm thanh niên khoảng 10 người đang tổ chức ăn uống tại khu. Thông tin ban đầu, tối ngày 22 tháng 5, một nhóm thanh niên khoảng 10 người đang tổ chức ăn uống tại khu trọ. Thông tin ban đầu, tối 22 tháng 5, một nhóm thanh niên khoảng 10 người đang tổ chức ăn uống tại khu trọ trong hẻm 502, Huỳnh Tấn Phát. Lúc này, một người đàn ông cầm theo can axit và một con dao tiến đến tạt axit vào nhóm người đang ăn uống. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến nhiều người không kịp né tránh. Hậu quả một người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, 7 người bị thương, trong đó có một người bị nặng. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Kẻ tạt axit tên Toàn đã bị lực lượng chức năng tạm giữ sau đó. Theo người dân, nhóm người trên đều làm công nhân tại khu chế xuất Tân Thuận, còn Toàn mới chuyển đến khu trọ được khoảng một tháng nay. Hiện tại cơ quan chức năng đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân.